Rồi, mọi người nhìn thấy giao diện trên nhỉ? Rồi ạ. Ok, bây giờ thì chúng ta hôm trước thì chúng ta đã học qua những cái vấn đề về hình vuông rồi và đã có một số cái biến đổi rồi, thì bây giờ thì chúng ta sẽ đi tiếp nha. Nào các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ đi tiếp về phần công cụ pen trong cái Corel. Và các bạn nhớ một điều rằng khi mà chúng ta làm đâu thì chúng ta phải đặt một cái giá trị nè. Vậy thì liệu Corel có thể làm được như InDesign không? Và liệu Corel mình có thể làm được như là Photoshop không? Đấy, ví dụ như thế đấy. Vậy thì khi mà chúng ta tư duy ra thì chúng ta sẽ làm rất là nhanh. Bởi vì bản chất của việc tư duy là chúng ta áp dụng sang nhau, còn cái công cụ nó chỉ vậy thôi. Ok, các bạn nhìn này. Vậy thì để muốn hiểu được cái công cụ về pen nó như thế nào thì lúc này chúng ta sẽ đi đến một cái công cụ, đó là công cụ về cắt hình. Thì trước tiên để đi về vấn đề về cắt hình thì chúng ta sẽ chọn vào đây. Ví dụ chúng ta vẽ là một cái hình, và nhớ một điều rằng trong quá trình khi mà chúng ta vẽ xong thì các bạn hãy đánh cho tôi một cái kích thước nhất định. Ví dụ một chiều này là 15. Ok, chúng ta gõ vào đây 15. Và chiều ngang thì chúng ta sẽ để khoảng 7 chẳng hạn, enter như này. Thì các bạn sẽ thấy là một chiều 5 và một chiều 17 rất rõ ràng. Và phần thứ hai nữa là các bạn để ý cho tôi, đó là cái phần mở khóa và đóng khóa. Có nghĩa là đóng khóa lại thì chúng ta sẽ thay đổi một chiều thì chiều kia cũng thay đổi theo. Đó. Rồi, sau khi đã làm xong thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu. Và tất nhiên là khi mà chúng ta dùng màu thì chúng ta có thể tích vào đây. Thì đây là những cái bảng màu cho các bạn. Thì hôm nay tôi giới thiệu cho các bạn một trong những cái cách dùng màu rất là hay ở chỗ là khi bạn muốn đổ màu cho đối tượng cùng với cái hệ màu đó, thì trong cái phần Corel nó có một cái thứ rất là tuyệt vời, đó là khi bạn tích và giữ chuột. Cũng nghĩa là tích và giữ chuột một lúc thì nó sẽ ra một cái bảng màu cho các bạn nhìn thấy các loại sắc độ của nó. Và như vậy thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ chọn rất là chính xác, các bạn nhớ nhé. Đây ạ, các bạn sẽ nhìn vào đây cho tôi cái. Ok, chúng ta sẽ tích nhá. Nào, chọn vào này. Ví dụ tôi chọn vào tông màu xanh chẳng hạn, thì tôi tích và giữ chuột. Và các bạn sẽ nhìn thấy là sau khi giữ chuột xong thì nó sẽ ra một cái hệ màu cho các bạn. Thì bạn có thể chọn bất cứ màu nào các bạn mong muốn. Ví dụ tôi không thích chọn màu này mà tôi chọn màu đậm hơn, thì tôi tích vào đây một cái thì nó sẽ là màu đậm hơn. Ok, và tất nhiên là cũng có thể là chúng ta chọn F11 chứ không nhất thiết phải là chọn như thế này. Sau khi đã làm xong thì các bạn nhớ cho tôi một điều như sau, là bạn sẽ chuột phải vào cái gạch chéo này này thì tự khắc là chuột phải nhá, không phải chuột trái, là chuột phải là mất nét. Và sau khi mất nét xong thì chúng ta dùng công cụ Z để chúng ta phóng to cái màn hình của chúng ta lên để cho nó chính xác. Đó, rồi. Sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này thì chúng ta sẽ có nguyên tắc cắt hình. Thì để muốn tạo ra phương thức cắt hình thì chúng ta có thể chọn vào phương thức như sau. Cái này nó không phải cắt dao giữa nét hình nữa, mà chúng ta sẽ chọn vào công cụ pen. Và trong công cụ pen thì các bạn nhớ là ở đây nó có một cái công cụ F5. Các bạn nhớ nhé, F5 của chúng ta này. Và sau khi F5 thì chúng ta tích vào đây và giữ chuột, thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây chúng ta sẽ có một cái công cụ pen. Và công cụ pen này thì bạn sẽ có một tính năng đầu tiên là chúng ta tạo ra các loại bố cục giống như AI của chúng ta thôi. Chúng ta sẽ tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm, và chúng ta tích vào đây một điểm, và chúng ta tích vào đây một điểm. Sau khi đã làm xong được cái tổng quan toàn bộ đối tượng thì chúng ta sẽ có một cái màu. Và các bạn nhớ một điều rằng riêng cái phần màu này mà chúng ta muốn cắt dao giữa đối tượng này và đối tượng này thì chúng ta bằng cách nào? Chúng ta sẽ chọn một, giữ shift chọn hai. Chọn hai xong thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là sau khi chúng ta chọn một và chọn hai xong thì đối tượng chúng ta xuất hiện thành thuộc tính ngang ở phần phía trên. Thì đây là bảng công cụ cắt của chúng ta. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn này, chúng ta sẽ tích vào đây, chọn một, chọn hai và chọn vào tích vào đây thì nó sẽ tạo ra phần giao nhau giữa hai đối tượng. Đây ạ, các bạn sẽ nhìn thấy nhá, tôi sẽ chọn một là giao nhau, là hợp lại thành một này. Cái này là mất đi phần gọi là gì ạ? Phần giao nhau phần phía dưới, và tôi tích vào đây, ấn vào đây một cái thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sinh ra một cái đối tượng mới, gọi là bố và mẹ đẻ ra em bé đấy ạ. Nhìn này. Nhìn này, đây là bố và mẹ, sau đó thì khi mà họ lấy nhau thì họ sẽ đẻ ra một em bé, tích ở đây. Và sau khi làm xong thì chúng ta chỉ cần chọn cái đối tượng này, chúng ta vất đi thì ngay tức cái hình này của chúng ta đã có được cái màu. Chúng ta có thể chọn bất cứ một cái màu nào mà chúng ta mong muốn. Và tất nhiên là trong quá trình khi mà các bạn làm đến đây thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ chọn vào cái biểu tượng này, chúng ta sẽ chuột phải vào đây là mất viền của đối tượng. Và cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta sẽ cầm đối tượng này kéo sang phải một chút xíu. Và kéo sang phải thì chúng ta sẽ chuột phải, thì các bạn sẽ thấy là ngay tức là chúng ta đã có được hình số 2. Với cái cấp độ hình số 2 như này thì các bạn có thể làm ra một cái bảng biển về một cái cửa hàng về bán thực phẩm hay là cái gì đó tùy các bạn. Nhưng sau khi tôi chọn vào đây thì xong thì sao ạ? Tôi sẽ chọn cho nó một cái màu, ví dụ tôi tích vào khu vực vàng và tôi giữ chuột.
Và tất nhiên là tôi sẽ chọn được cái màu nó rất là nhẹ nhàng. Và đối tượng khi copy xong thì thường thường nó nằm ở phía trên, nên là thường thường chúng ta chọn vào Control Paste Down là xuống dưới một đối tượng. Và tiếp theo là cái màu này thì tôi sẽ để là một màu trắng, các bạn nhớ nhá, tôi sẽ để màu trắng. Và tiếp theo nữa thì sau khi mà chúng ta tạo ra những cái biểu tượng này thì chúng ta có thể chọn vào cái công cụ pen của chúng ta rồi. Và chúng ta tích vào đây để có thể trang trí những cái điểm của chúng ta nó có thể như thế này. Ok, và sau khi đã chọn xong thì các bạn có thể ấn vào Escape để chúng ta thoát lại, thì chúng ta có thể chuột phải và biểu tượng này là nét của nó sẽ là nét trắng. Và sau khi tôi chọn là nét trắng xong thì chúng ta sẽ có thể chọn cho nó một giải pháp, ví dụ giống như là các bạn sẽ chọn vào cái phần hòa trộn, thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây tôi sẽ chọn hòa trộn là đều, các bạn nhìn nào, nó sẽ trong đều cho các bạn nhìn nào, tôi sẽ phóng to cho các bạn xem, phóng to này, nhìn chưa? Và đây nó cũng có một cái thuộc tính khá là hay, đó là các bạn cũng giống như là cái chương trình Photoshop của chúng ta, nó có overlay rồi, nó cũng có những cái biểu tượng như thế, multi này, làm đậm màu này, color này, đấy có rất nhiều thuộc tính. Và chúng ta chọn vào color thì cái màu màu chúng ta sẽ làm sao được như này. Và tất nhiên là với cái biểu tượng này thì các bạn đã từng nghe tôi nói là đó là cái phần nét của chúng ta có thể tăng giá trị là số 1, số 2, số 3 để cho nó to lên, để cho cái thiết kế cho nó đẹp hơn. Tôi ấn vào Ctrl trừ và chúng ta ấn vào Z để phóng to tạm thời. Ok. Đó, vậy thì sau khi đã làm xong được cái biểu tượng số 1 của chúng ta rồi thì chúng ta có thể chọn lựa một cái giải pháp số 2. Ví dụ như là giải pháp số 2 thì ví dụ cái trong trường này tôi sẽ chọn vào đây chẳng hạn. Thì các bạn nhớ một điều rằng cái hình này của chúng ta đang mang một hiệu ứng. Hiệu ứng có nghĩa là chúng ta đang chọn vào cái biểu tượng. Thì trong cái phần này nó có một cái thuộc tính như này cho các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy không ạ? Tôi sẽ chọn vào đây. Tôi muốn copy một cái hiệu ứng từ bên trái sang bên phải thì tôi sẽ làm một cách nào? Thì các bạn có nhìn thấy cái chỗ này không ạ? Đây là copy cái transparency, là có nghĩa là copy cái hiệu ứng trong Corel của chúng ta. Ví dụ thằng này là dùng hòa trộn này và dùng bao nhiêu phần trăm này, tôi tích vào đây một cái. Và sau khi tôi tích vào đây tôi chỉ sang thằng này thì tự khắc cái thằng này nó cũng được mang cái hiệu ứng đấy cho các bạn. Nó mang được hiệu ứng overlay cho các bạn. Và tất nhiên trong trường này tôi chỉ để nó mờ thôi, để nó giảm độ đi thôi. Các bạn hiểu có copy hiệu ứng chưa? Ok, bây giờ tôi thử cho bạn ví dụ nhá. Tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ chọn và giữ phím Ctrl, tôi đổ cho nó một cái màu. Và sau đó thì tôi sẽ chọn vào cái hình tròn và tôi vẽ thêm một cái biểu tượng bên cạnh. Và tôi có đổ một cái màu 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 đỏ. Và lúc này thì tôi sẽ sử dụng một cái lệnh hiệu ứng, đó là lệnh trong suốt chẳng hạn, tôi sẽ thích vào đây một cái. Thì lúc này tôi sẽ chọn vào đây là trong suốt, thì các bạn sẽ nhìn thấy là độ 50% đúng không? Thì thay cho việc đó thì tôi chỉ việc làm sao tôi chọn vào cái đối tượng này và tôi chỉ cần chọn vào đây phát là tôi chỉ vào biểu tượng copy. Và khi tôi copy xong thì tôi chỉ sang thằng này, thì có nghĩa là tôi lấy copy từ thằng này chuyển sang thằng này. Ok, thích ở đây phát thằng này được luôn 50%. Đó, thì đây gọi là copy hiệu ứng trong Corel của chúng ta. Ok, sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ tiếp tục thêm một giá trị nữa là chúng ta sẽ đẩy vào trong bên tay phải và chúng ta tích vào đây một điểm. Và tất nhiên là sau khi tôi chọn một điểm xong, tôi sẽ đổ một cái màu ghi đi để tôi tạo ra một khe trắng như này. Và cái hình này thì tôi sẽ dùng cái phím, tôi sẽ chọn cho nó giá trị là 80% để cho nó rõ hơn. Và quên mất chúng ta chọn 30%. Rồi, cũng tương tự như vậy thì với cái hình này chúng ta đã có một cái nét rồi. Thì cái nét này các bạn có thể chọn vào chuột phải vào cái màu xanh lá cây của chúng ta. Chúng ta sẽ chọn vào màu xanh lá cây hay là chọn vào màu trắng, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là màu trắng. Ok, chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn vào màu trắng này, đúng không ạ? Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta cũng tương tự như vậy, chúng ta chọn vào pen và chúng ta tích vào đây một điểm. Các bạn sẽ chọn vào công cụ pen và chúng ta tích vào đây một điểm và chúng ta tích vào đây một điểm. Trong cái phần khi thiết kế trên Corel thì nó cũng giống như là AI thôi, mình có thể làm được giống như AI được. Và tích vào đây một điểm là chúng ta thoát lệnh. Và thoát lệnh nữa thì tôi sẽ dùng cái phím Escape để thoát khỏi cái lệnh đi. Và lúc này trong cái trường hợp này thì chúng ta sẽ dùng cái thủ pháp như sau, là chúng ta sẽ chọn vào đây. Chúng ta chọn vào đây và chúng ta gõ vào đây để chúng ta quen với giá trị về copy của cái hình này đi. Chúng ta ấn vào đây phát để tự khắc chúng ta sẽ có được cái màu của chúng ta. Đây ạ. Và cái nét này tôi chuột chuột phải thì nó sẽ có nét màu trắng thứ hai, và cái nét thì mỗi một cái nét thì nó đều có thuộc tính chúng ta đó. Và sau khi đã làm xong thì cái màu này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu khác, ví dụ trong trường này chúng ta sẽ tích vào đây một cái màu nâu. Và trong cái phần màu nâu thì các bạn sẽ thấy là có rất nhiều những cái cảm giác mà chúng ta có thể chọn một cái nền màu khác, ví dụ chúng ta tích vào đây và chọn vào màu xanh, và tôi sẽ chọn màu xanh đậm nha, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ cùng tông với cái thiết kế của chúng ta rất là dễ dàng. Và sau khi đã làm xong thì bây giờ người ta sẽ có giải pháp là tôi chọn vào File và tôi chọn vào Ctrl E.
À, cái câu chuyện của căn chân y là gì ạ? Khi mà chúng ta chọn vào biểu tượng là ổ e, ổ f, chúng ta chọn vào biểu tượng là thư viện ảnh. À, chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là ổ f, rồi chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta chọn vào đây, thư viện ảnh đây. Và tất nhiên là các bạn sẽ nhớ một điều rằng trong trường này tôi sẽ làm đến đồ ăn thì nó sẽ rất là nhiều những cái tư liệu cho các bạn. Và tôi sẽ chọn xuống, tôi chọn xuống, tôi chọn xuống. Ok, tôi chọn xuống, tôi chọn xuống, tôi chọn xuống, tôi chọn xuống. Rồi, lúc này thì các bạn có thể chọn một cái dòng sản phẩm mà các bạn ưa thích. Ví dụ tôi sẽ thích vào đây import và tôi sẽ cầm, tôi kéo về vị trí này. Với một cái vị trí này xong thì các bạn nhớ một điều rằng đối với một cái hình trong Corel thì nó đặc biệt như sau, là nó có hai phương pháp làm, đó là một là bạn cho chui vào, hai là bạn sẽ cắt dao. Đấy, nó lại như vậy cơ. Ok, vậy thì tôi chọn vào đây. Tôi cho xuống dưới cho các bạn xem nhé, cho xuống dưới này, cho xuống dưới tất cả bằng ca shift paste down. Tôi chọn đối tượng số 1 và tôi chọn đối tượng số 2 bằng giữ shift và các bạn sẽ cắt dao cho nó. Thì khi tôi tích vào đây thì nó sẽ cắt dao ra sao, tôi sẽ cầm, tôi kéo đi. Ok, tôi sẽ cầm và kéo đi thì nó không ra các bạn đúng không? Ok, vậy thì bây giờ tôi sẽ làm nào. Tôi sẽ cho cái này lên trên là shift paste up, các bạn nhìn chưa? Tôi sẽ cần ra ngoài này và tôi sẽ cầm đối tượng này tôi kéo ra ngoài như này được không ạ? Đây, ví dụ tôi muốn lấy chỗ này thì chuột phải copy. Sau khi copy xong tôi chọn một, chọn hai và tôi cắt dao với nhau, thì khi tôi tích vào đây phát thì tự khắc tôi sẽ bỏ cái này đi, tôi cầm tôi kéo cái này đi thì tôi có được cái miếng này. Và khi mà cắt dao này thì nó có một cái rất là dở là tôi muốn điều chỉnh vị trí của cái ảnh sang trái sang phải thì lại không có được điều mà tôi muốn. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Nên chính vì vậy mà tôi mới làm một cái thứ đó là gì ạ? Thường thường khi thiết kế thì tôi sẽ thường thường đưa nó gần sát lại. Chúng ta sẽ chuột phải chọn vào Power Clip đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn vào Power Clip đây ạ. Power Clip Inside và sau đó thì tôi chỉ vào đây thì tự khắc nó sẽ chui vào. Và thường thường khi mà tôi hay thường thường là cho nó lấn một chút xíu vào cái khung hình để làm sao cho chính xác hơn. Đối tượng này sau khi mà đã được chui vào xong thì các bạn để ý cho tôi là giữ phím Ctrl và tích vào đây một điểm. Giữ Ctrl nhé, giữ Ctrl tích vào. Thì bạn sẽ thấy là nó sẽ được chui vào bên trong, thì tôi sẽ đẩy vị trí này lên trên bên trái bên phải sang trái sang phải. Theo ý đồ tôi thì tôi thấy rằng cái này là một trong những phương pháp rất là hữu dụng. Và sau khi làm xong thì các bạn sẽ nhìn lên, chúng ta sẽ chọn là Philip chẳng hạn như này thì tự khắc nó sẽ ra ngoài. Thì lúc này cái hình của chúng ta nó đã được có một cái tiêu chí là đây là một cái hình về thiết kế, về một cái bố cục của chúng ta làm rất là ổn rồi. À, cũng tương tự như vậy với cái nét này của chúng ta nó sẽ làm được cái gì nữa? Chúng ta sổ xuống thì các bạn nhìn ở đây tôi sẽ tích vào đây là mũi tên. À, mũi tên hơi ngược. Chúng ta sẽ sổ xuống, chúng ta chọn là mũi tên này để tạo ra những cái tín hiệu. Ví dụ tôi tích vào đây tôi sẽ sổ xuống, tôi chọn là mũi tên tiếp theo thì các bạn nhìn ạ. Đấy, cách cách thiết kế thì chúng ta có thể có nhiều phương pháp đó, nhưng đây là một trong những phương pháp. Và tiếp theo nữa thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng cho tôi, đó là tôi chọn là file và tôi chọn vào Ctrl Y. Hôm nay sẽ có một cái kỹ thuật đó là chúng ta sẽ chọn ra biểu tượng là file PNG. File PNG, các bạn nhớ một điều rằng nếu chúng ta có file PNG, chúng ta có file Photoshop thì đều nhận trực tiếp trên file Photoshop như bình thường. Ok, tôi tích vào đây một cái tự ấn OK, các bạn nhìn ạ. Đó, vậy thì cái này khi mà chúng ta cầm và chúng ta phóng to lên thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ rất là chủ động. Đúng không ạ? Đây là file PNG nhé các bạn nhìn ạ. Và tất nhiên là sau khi đã làm xong thì chúng ta đã có được cái vị trí ở đây. Và tiếp nối thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng là sau khi làm xong thì chúng ta sẽ có một cái tag, và cái tag này thường thường nó sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ tag đánh theo tích thẳng trực tiếp và đánh vào. Ví dụ như chúng ta có thể chọn một cái tag của chúng ta đây. Ví dụ khai chúng ta sẽ chọn một cái nội dung được không ạ? Ok. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ chọn một cái giải pháp là khai trương trọn gói. Ok, chúng ta chọn vào đây. Ví dụ như chúng ta chọn vào khai trương chọn gói cửa cửa hàng. Ok, thực phẩm. Ok, và sau khi mà các bạn làm xong thì các bạn nhớ một điều rằng cho tôi là chúng ta sẽ phải copy cái màu bằng cách nào, thì làm thế nào để copy được cái màu này?
Thì các bạn nhớ một điều, nhớ lại cho tôi cái buổi hôm trước, đó là chúng ta ấn vào Ctrl Shift, nhớ nhá, Ctrl Shift này, và chúng ta chuột phải vào nó, chuột phải chứ không phải chuột trái, nhưng chuột phải này, kéo nó xuống đến biểu tượng chữ thì bung cái ra, thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ copy đúng như luôn cho các bạn. Ok, và sau khi đã làm xong thì các bạn nhớ một điều rằng là chúng ta sẽ sổ xuống và chúng ta sẽ chọn một cái hiệu ứng. Ví dụ như chúng ta sẽ chọn vào đây chẳng hạn, thì tất nhiên là đối với những cái phông chữ đẹp thì nó sẽ không có hỗ trợ rồi. Các bạn yên tâm một điều rằng nó sẽ không có hỗ trợ về 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 cái chữ của chúng ta, nên là các bạn sẽ nhìn thấy phông thì đẹp lắm nhưng mà không hỗ trợ. Các bạn nhớ nhá. Có những phông chữ UTM của chúng ta thì nó có thể làm được nhưng mà có những phông thì chúng ta không thể làm được. Đúng không? Rồi. Sorry, khi mà chúng ta sẽ khai trương cửa hàng và chúng ta sẽ chọn vào đây vị trí như này và chúng ta sẽ có khai trương cửa hàng thực phẩm chẳng hạn. Thì trong phần này thì các bạn sẽ sổ xuống cho tôi, ở đây nó có những cái giá trị các bạn có thể lăn chuột làm sao để chọn vào. Rồi, sau khi mà chúng ta sẽ có phần khai trương thì chúng ta sẽ có một cái tích vào đây. Chúng ta xuống dòng. Và sau khi đã xuống dòng xong thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng là chúng ta chọn vào đây, chúng ta có cái lệnh đó là căn vào giữa đối tượng. Chúng ta sẽ chọn vào đây một cái thì center đối tượng này, các bạn nhìn không ạ? Và khai trương thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng là chúng ta sẽ có một cái giải pháp là chúng ta sẽ làm thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ chọn vào phần text. Chúng ta chọn vào trên cây và chúng ta chọn vào đây thì cái biểu tượng chữ của chúng ta từ nét chữ thường thành chữ in như bình thường. Và lúc này sau khi làm xong thì chúng ta muốn điều chỉnh cái khoảng cách giữa các dòng với nhau thì đây là một trong những lợi thế của Corel, đó là chúng ta dùng được F10 luôn. Các bạn nhớ nhé, F10 của chúng ta rất là hay ở chỗ này. Chúng ta có thể cầm đối tượng này, cầm và kéo lên trên này, nó rất là chủ động luôn. Đến đây phát được luôn, nhìn không ạ? Và sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng cái chữ khai trương này của chúng ta được chuyển thì chúng ta tích vào đây, chúng ta quét qua và chúng ta có thể gõ một cái phông chữ là UT và chúng ta sẽ tích vào đây một cái, chúng ta sẽ chọn vào chúng ta chọn vào biểu tượng là UTM ví dụ AVO ví dụ chúng ta chọn vào UTM AVO nha, thì cái biểu tượng phông chữ của chúng ta là có chân và không chân và chúng ta sẽ chọn bold đậm lên thì cái hình này nó sẽ được luôn. Các bạn sẽ nhìn thấy không ạ? Và tất nhiên là trong quá trình khi làm thì bạn sẽ phải giữ phím gì á, chúng ta sẽ thu nhỏ lại để cho nó kỹ hơn, đẹp hơn, được không ạ? Ok. Và ví dụ với một cái biển thì các bạn nhớ một điều rằng là nó sẽ luôn luôn phải đầy đủ những cái tính chất như sau. Ví dụ bạn quyết định cho cái phần là cửa hàng thực phẩm này nhỏ đi thì các bạn có thể chọn vào vị trí này và bạn nhỏ xuống. Ví dụ đây là 18 thì chúng ta có thể xuống 14. Và cái khai trương này thì các bạn sẽ nhớ là tôi quét qua và tôi có thể chọn cho nó lên khoảng 0,18 nữa mà tôi có thể chọn cho nó là 24 chẳng hạn hoặc là 36 để cho nó to lên. Ok, chúng ta chọn 24. Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ chọn đối tượng thôi. Rồi, các bạn nhìn này. Ở trong cái lệnh căn chỉnh của những cái đối tượng trong cái AI của chúng ta nó rất là hay ở chỗ này. Thay cho việc mà chúng ta căn chỉnh thì đây, tôi sẽ nói cho các bạn luôn cái phần căn chỉnh. Rồi, ví dụ, tôi có một đối tượng số 1 và tôi có một đối tượng số 2. Để muốn căn chỉnh một đối tượng thì chúng ta sẽ chọn đối tượng 1, chúng ta chọn đối tượng 2, chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 thì nó sẽ xuất hiện ra cái bảng căn chỉnh cho các bạn và bạn tích vào đây thì nó sẽ có căn chỉnh cho bạn. Căn trái, căn giữa, căn phải, căn trên, căn ngang và căn dưới. Đó. Thì nó rất đơn giản và nó được ký hiệu bằng các phím tắt thì các bạn sẽ ký hiệu phím tắt cho tôi bằng cách như sau. Thứ nhất, chọn đối tượng số 1, chọn đối tượng thứ hai, chúng ta ấn vào biểu tượng là gì? L là sang bên tay trái, R là sang bên tay phải, T là lên phía trên, ở B là xuống phía dưới, C là vào giữa theo trục nằm dọc và E là vào giữa theo trục nằm ngang. Thì các bạn nhớ một điều rằng để muốn căn chỉnh đối tượng với nhau thì chúng ta chỉ cần dùng những cái giải pháp đấy là xong. Nhưng với điều kiện vẫn phải chọn được đối tượng chính xác là chúng ta đang chọn đối tượng nào. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy rằng là tôi sẽ chọn đối tượng 1, chúng ta chọn được đối tượng 2 và tôi tích nhá, các bạn nhìn chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 tôi chỉ cần ấn vào C phát là tự khắc nó sẽ căn với đối tượng này. Nhưng nhớ một điều rằng đối tượng nào nằm trước, tôi chọn 1, tôi chọn 2, tôi ấn C này. Thì cái này nó sẽ chạy theo. Các bạn nhìn thấy không? Rất là chính xác và yên tâm điều rằng nó sẽ là chính xác ở giữa như này rồi. Các bạn nhìn thấy không ạ? Và tất nhiên là khi mà làm ra một cái biểu tượng, một cái voucher giảm giá thì người ta có thể chọn phương pháp này. Chúng ta đã đẩy lên xong và chúng ta sẽ chọn nữa là cũng có thể là cách trên thì chúng ta sẽ để chữ nó hơi trắng và chúng ta có thể để bằng cách là chúng ta quét qua.
Và trong phần chữ thì chúng ta có thể chọn lựa những cái như sau. Ví dụ chúng ta đổ một cái đây là màu trắng và dưới thì là màu xanh. Thì đấy là theo cái cách thức của chúng ta làm thôi. Đúng không ạ? Rồi, sau khi đã làm xong thì tôi đã có một phương án đầu tiên cho các bạn, đó là pen chúng ta sẵn bố cục với một kiểu như thế này. Ok, cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ copy xuống phần phía dưới cho các bạn với cái biểu tượng như sau, là chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta sẽ copy xuống dưới. À, với cái copy này thì cũng chia sẻ cho mọi người biết rằng là chúng ta sẽ chọn vào một cái màu, và cái màu này thì tôi sẽ tích vào màu đỏ và tôi giữ chuột thì tôi chọn một cái tông màu đỏ nó đậm lên một tí để qua. Rồi thì lúc này sau khi làm xong này tôi sẽ chọn vào vị trí như sau, tôi sẽ thu nhỏ bằng công cụ. Ok, chúng ta sẽ chọn vào pen. À, chúng ta sẽ tích vào đây là 2 điểm rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ có 3 điểm. Một cách là chúng ta sẽ tích vào đây 1 điểm này, chúng ta sẽ tích vào đây 1 điểm này, và chúng ta tích vào đây 1 điểm này, và sau khi làm xong thì chúng ta sẽ tích vào đây 1 điểm, tôi tích vào đây 1 điểm. Đây ạ, chúng ta sẽ chọn vào vị trí đâu rồi, và chúng ta sẽ ngồi, chúng ta sẽ chuột phải vào đây là cho nó có một cái viền màu xanh đi ạ. Đây ạ, tôi sẽ vẽ lại cho các bạn. Tôi sẽ chọn vào công cụ pen, tôi tích vào đây 1 điểm, tôi sẽ tích vào đây 1 điểm, tôi sẽ tích vào đây 1 điểm, và tôi sẽ tích vào đây 1 điểm, tôi sẽ tích vào đây 1 điểm, và tôi sẽ nối lại với nhau. À, sau khi mà đã nối lại với nhau xong nha, trường hợp này nếu mà kín được thì chúng ta mới đổ được màu, các bạn nhớ nhá. Và sau đó thì chúng ta sẽ đẩy ra ngoài cho tôi một tờ giấy, tôi sẽ chọn đối tượng 1, tôi chọn đối tượng 2. Và sau khi chọn đối tượng 1 2 tôi sẽ chọn vào đây thì tự khắc tôi lại sinh ra một cái đối tượng mới, và lúc này tôi lại bỏ đi. Và cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ đổ một cái màu, và tất nhiên cái màu này thì các bạn có thể chọn màu màu gì xám như cái bạn mong muốn. Ví dụ bạn thích ở đây cho tôi cái, tôi sẽ chọn gì xám. Ok, tiếp theo cái công cụ này thì các bạn nhớ một điều rằng là chúng ta sẽ có được cái hình, và chúng ta chọn là file, và chúng ta chọn vào phần import là Ctrl Y. Và lúc này các bạn hãy chọn cho tôi những giải pháp khác, ví dụ như là chúng ta chọn vào nước hoa chẳng hạn. Ok, chúng ta chọn vào nước hoa. Trong cái phần nước hoa thì các bạn sẽ nhớ là tôi sẽ có nhiều cái giải pháp, tôi sẽ chọn vào đây và tôi sẽ chọn vào vị trí, tôi kéo vào đây một chút xíu. Và cái hình này thì các bạn biết rồi, tôi chọn vào cửa sổ gì ạ? À, chúng ta sẽ chọn vào chuột phải, chúng ta chọn vào power clip inside, và chúng ta chỉ vào đây thì tự khắc chui vào và giữ phím Ctrl tích vào đây một cái này thì chúng ta sẽ đẩy vào đây. Ok, và sau khi mà chúng ta đã có được xong hình này thì chúng ta giữ phím Ctrl chúng đẩy ra ngoài thì cái hình của chúng ta đã được như chúng ta mong muốn. Và lúc này chúng ta tích đúp vào để chúng ta đẩy cái hình này lên trên một chút xíu nữa để cho nó không bị vết ở phía trên. À, sau khi đã làm xong cũng tương tự như vậy, tôi sẽ chọn vào công cụ pen của chúng ta, nó gì ạ? Chọn tích vào đây 1 điểm, chúng ta sẽ tích vào đây 1 điểm, và chúng ta sẽ tích vào đây 1 điểm. Ok, và chúng ta sẽ chọn vào đây, và tất nhiên là xong quy trình khi mà làm thì các bạn có thể làm sao chúng ta xuân phát lệnh. Với cái phát lệnh này thì bạn hãy chọn cho tôi một cái giải pháp như sau, là bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu vàng. À, và chúng ta sẽ chuột phải vào đây để chúng ta lấy được cái tông vàng của chúng ta và chọn cái giải pháp đó là rơi tầm khoảng 1 và 2. Thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái hình số 2 của chúng ta nó được như này. À, với cái biểu tượng này thì tôi cũng tương tự như vậy, thì tôi sẽ chọn là pen và tôi lại tiếp tục tôi chọn ở đây 1 điểm, tôi sẽ làm sao? À, chúng ta sẽ chọn vào vị trí đó là gì? À, chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta sẽ tích vào đây 1 điểm, và chúng ta sẽ tích vào đây 1 điểm. Và cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ chuột, chúng ta sẽ làm sao escape để chúng ta thoát lệnh như, và chúng ta chuột phải ở đây chúng ta có nét thứ hai. Trong quy trình khi làm thì các bạn có thể chọn được cái giải pháp là chúng ta chọn là F10 để chúng ta tích cho điểm để chúng ta dịch chuyển thôi. À, các bạn sẽ nhìn lên tôi dịch chuyển sang đây. Và sau khi đã dịch chuyển xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái nét này của chúng ta đang là 0.5, tôi có thể nên cho nó giá trị là 0.75. Và chúng ta thu nhỏ lại một căn trừ, thì đây cũng là một trong những cái giải pháp mà để chúng ta có thể làm kỹ hơn và tốt hơn với cái biểu tượng như này. Và tất nhiên là trong cái quy trình là khi mà chúng ta ấn F12 thì nó là nét mà. Và là nét thì bạn có thể được quyền cho nó nhiều sự lựa chọn. Ví dụ chúng ta có thể chọn là nét đứt, nét chấm đều có thể được. Ví dụ như vậy, các bạn có thể chọn nét đứt hơn và chúng ta cũng có thể chọn vào cái nét dưới cũng tương tự như vậy. Ok, và chúng ta sẽ chọn cái này. Cũng tương tự như vậy, chúng ta F12 và chúng ta sổ xuống và chúng ta chọn là nét chấm nhỉ. Ok, đã xong. Các bạn nhìn nhá. Và sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ chọn cái giải pháp mà chúng ta tích vào đây 1 điểm. Chúng ta có thể chọn một cái tông màu, có thể là đen xì hay là chúng ta có thể chọn tông màu đỏ. Thì trong trường hợp này thì các bạn nhớ một điều rằng chúng ta chọn là file và chúng ta chọn vào import là Ctrl Y.
Thì trong cái phần này thì tôi chia sẻ cho các bạn, ví dụ như bạn chọn về một hãng nước hoa, chúng ta sẽ kéo xuống xem có một cái thương hiệu nào đó không. Ví dụ chúng ta chọn vào thương hiệu như này, thì các bạn để ý rằng là ví dụ như là đây là một thương hiệu về nước hoa của chúng ta là màu trắng như này, thì chúng ta có một cái biểu tượng là JBPEG. Các bạn sẽ nhìn thấy là khi tôi tích vào đây một cái thì tôi sẽ chọn vào cái line tray, và đây khi mà chúng ta chọn vào line tray thì nó sẽ ra quick tray. Ví dụ chúng ta chọn vào như này, và sau khi tôi chọn xong như này thì đối tượng đã được tồn tại rồi, thì chúng ta chỉ việc làm gì à? Chúng ta sẽ chuột phải, chúng ta chọn vào Ctrl U, Ctrl U là tách ra, chúng ta sẽ chuột phải chọn vào Ctrl U cho tôi nhá, ví dụ Ctrl U. Và sau khi Ctrl U xong thì chúng ta sẽ chọn đối tượng này, chúng ta bỏ đi, đây là phần mà chúng ta bỏ đi này, chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta bỏ đi, và chúng ta sẽ bỏ đi, và chúng ta sẽ bỏ đi cái này, và chúng ta sẽ chọn vào bỏ đi cái này. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây bỏ đi. Thì trong trường hợp này trong trường hợp này thì khi mà chúng ta chọn vào đây, chọn một chọn hai, và tôi sẽ dùng công cụ đó là chọn vào phím cắt, tôi tích vào đây một cái thì cái hình của chúng ta sẽ biến mất ở phần thủng ở giữa. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy rằng là khi tôi làm xong cái này cũng tương tự như vậy. Đâu rồi, quên mất, chúng ta vừa rồi chúng ta vừa xóa cái phần này hình trắng ở phần ở giữa đi, đây quên mất, chúng ta sẽ chọn vào đây. Cái này xóa được, nhưng cái này và cái này thì tôi sẽ chọn là giải pháp tôi sẽ tích vào đây cho nó mất đi, để các bạn sẽ nhìn ở đây là mất đi cũng tương tự như vậy. Tôi chọn vào cái này và tôi chọn vào cái này và tôi sẽ làm mất đi như này, thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã có được cái nền tảng của một cái logo, và logo lúc này nó là dạng vector, nên tôi ấn vào Ctrl G chọn cho nó một cái màu cho nó, thì ví dụ tôi chọn màu trắng thì nó sẽ được như này. Cũng tương tự như vậy, tôi sẽ thu nhỏ xuống và tôi sẽ đặt vào vị trí đây, đây là cái thương hiệu của tôi, và tôi sẽ chọn vào khai trương, tôi sẽ chọn vào đây. Tôi sẽ copy một cái, tôi sẽ có đây. Và tất nhiên là trong quá trình khi làm thì các bạn biết rồi, tôi sẽ chọn một, tôi chọn hai, và tôi ấn vào C, C là vào giữa theo trục. Ở lúc này thì tôi sẽ chọn toàn bộ cái này sẽ là màu trắng. Ok, cửa hàng đồng hồ thiên về làm những cái bảng biển hơn. Ví dụ chúng ta sẽ cắp lốc. Ok, sau khi đã có xong được cái biểu tượng này thì các bạn có thể ép một cái hình đồng hồ vào đâu đó cho chúng tôi. Ví dụ chúng ta sẽ chọn một, chọn hai, và tôi thu nhỏ này cái này một tí. Chúng ta sẽ đẩy cái này sang một chút xíu, và cái phần hình bên này thì các bạn có thể chọn cho tôi một cái hình chữ nhật. Đối với một cái hình chữ nhật thì tôi chia sẻ cho các bạn biết là khi mà chúng ta chọn một cái màu ghi, và với cái màu ghi như này thì bạn sẽ làm mất cái viền của chúng đối tượng của chúng ta đi. Lúc này thì cái đối tượng này muốn mà xô lệch sang trái sang phải thì bạn chỉ cần tích nút hoặc bạn cầm này, đối tượng này tự sang sang trái sang phải rất là dễ dàng, bởi vì chúng ta có thể tạo ra độ xiên cho thiết kế của chúng ta. Và nhớ một điều rằng trong đây chỉ rút ra kinh nghiệm là độ xiên nó phải vát chéo theo cái hình này là tốt nhất. Và lúc này sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này xong thì các bạn nhớ một điều rằng là chúng ta nên ấn vào Ctrl Q, và chúng ta sẽ chọn vào F10 để khi chúng ta tích vào đây một điểm giữ shift, tích vào đây một điểm để chúng ta dịch chuyển cả hai này vào thì nó không ảnh hưởng đến cái phần bên tay trái của các bạn. Với cái biểu tượng này chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng như sau này, chúng ta sẽ thu nhỏ lại bằng vào bên trong, và chúng ta sẽ giữ phím, chúng ta sẽ thu nhỏ lại bên trong nhé, các bạn giữ shift cho tôi như vậy, và chúng ta chuột phải. Và sau khi chuột phải xong thì các bạn hãy đổ cho tôi một cái màu, thì tôi đã có một cái màu hồng như này. Và đối tượng thì các bạn sẽ chọn lại chọn là file, và chúng ta lại chọn vào Ctrl Y như bình thường, và lúc này chúng ta sẽ chọn lấy một cái chai nước hoa chẳng hạn, chai nước hoa của Nam, các bạn có thể chọn vào đây. Sau đó thì các bạn sẽ chọn vào vị trí này cho xuống dưới tất cả này. Nhưng khi mà xuống dưới tất cả thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng là vậy thì tại sao tôi không đặt cái đối tượng này, có thể là cắt được đi nó không ạ? Thì lúc này chúng ta có thể phóng to cái đối tượng cái chai nước này, và lúc này chúng ta sẽ phóng to này. Chúng ta sẽ dịch chuyển đến đây. Đó, các bạn nhìn nhá, chúng ta sẽ nằm chuột như này đó, và chúng ta sẽ chọn vào công cụ pen. Các bạn sẽ thấy là tôi tích vào đây một điểm và tôi tích vào đây một điểm, và trong quá trình khi tích thì tôi sẽ bẻ cong luôn và cắt cánh tay đòn bằng công cụ am. Và cũng tương tự như vậy thì sau đây tôi sẽ tích vào đây và tôi lại bẻ cong như bình thường đây ạ. Đây, chúng ta sẽ làm lại đoạn này một chút xíu. Là chúng ta sẽ chọn vào pen, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta bè vào đây một điểm.
Và chúng ta sẽ cầm, chúng ta chọn chọn vào đây. Ok, chúng ta sẽ cầm điều này, chúng ta cầm này. À, trong quá trình khi mà các bạn thấy rằng là khi mà tích mà chúng ta quá vất vả nha, thì tôi khuyên các bạn hãy dùng một cái phương pháp đồ hình nó hơi bị khác biệt một tí, là tôi sẽ tích vào đây một điểm, chúng ta sẽ tích vào đây một điểm và chúng ta sẽ đi thẳng luôn. À, và chúng ta sẽ lăn chuột xuống, chúng ta sẽ lăn chuột lên. Ok, chúng ta sẽ tích vào đây, chúng ta sẽ tích vào đây, chúng ta sẽ tích vào đây và chúng ta sẽ lăn chuột xuống nha. À, trong quá trình khi các bạn tích vào đây cho tôi một cái, tích vào đây cho tôi một cái, được không ạ? Ok, chúng ta sẽ chọn xuống đây và chúng ta sẽ chọn sau này. Nằm chuột xuống một cái nữa, chúng ta sẽ tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm. Đó, đi thẳng, toàn là đường thẳng thôi. Ok, chúng ta sẽ cầm một điểm này, chúng ta quét vào đây. Rồi, chúng ta nằm chuột xuống. Chúng ta sẽ chọn vào đây. Chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta sẽ chọn vào đây. Đấy, sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng bắt đầu chúng ta sẽ dùng cái công cụ F10 và chúng ta quét qua tổng qua toàn bộ biểu tượng. Quét qua toàn bộ cái nét này. Các bạn nhớ nha, chúng ta sẽ quét toàn bộ nét này. Đây. Và sau khi mà chọn vào cái nét này xong thì chúng ta chọn vào phím Me nhỉ, chúng ta sẽ chọn vào nó, chúng ta quét này, chúng ta quét qua như này. Ok đấy nha, chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta sẽ chọn vào công cụ phím F10 và chúng ta sẽ chọn vào đây, tích vào này, Ctrl A, chọn hết. Và sau đó chọn hết thì cái này nó sẽ có biểu tượng đường cong, là bạn tích vào đây bắt trở thành đường cong. Và sau khi trở thành đường cong xong thì chúng ta lăn chuột thì chúng ta lên, là chúng ta sẽ thấy là ở đây nó rất là đơn giản cho các bạn. Ví dụ ở trong trường hợp này mà cái nét của chúng ta nó hơi bị to, chúng ta có thể chọn cái nét cho nó nhỏ lại. Đầu tiên là nét nhỏ lại đã, ví dụ như, có thể là chọn vào 0.2. Và sau khi chọn vào 0.2 xong thì bạn chỉ cần chọn F10 thôi, thì cái F10 này của chúng ta thì cái này nó rất là đơn giản, bạn chỉ cần cầm phát bẻ cong lên luôn. Và cái này thì bẻ cong lên luôn. Đấy, thấy chưa? Các bạn thấy không ạ? Ok, sau khi lăn lên như này thì chúng ta sẽ có một cái đường cong này, chúng ta cần một cong thì chúng ta cầm điểm này, chúng ta bẻ cong này. Bởi vì khi mình nhận đường cong thì cái này nó sẽ bẻ cong rất là nhanh. Nhìn đúng không ạ? Đấy, thấy chưa? Rất là chuyên nghiệp luôn. Và sau khi đã làm xong thì bạn hãy đổi màu cho tôi, thì lúc này chúng ta có đối tượng 1, chúng ta có đối tượng 2 và chúng ta sẽ cắt ra bằng cách tạo ra phiên bản số 3. Đây là phiên bản số 3 của các bạn. Và lúc này chúng ta bỏ cái này đi và chúng ta sẽ bỏ cái này đi thì cái hình của chúng ta đã cắt xong. Đây là cái hình mà chúng ta sẽ đưa vào cái bản thiết kế của chúng ta. Và tất nhiên là bạn có thể chọn là cái sản phẩm của chúng ta có thể phóng to lên hay thu nhỏ đi, đấy là tùy việc của các bạn. Ok, sau khi đã làm xong cái biểu tượng này thì các bạn nhớ một điều rằng cái hình này tôi sẽ phải chọn cho nó một cái y, chúng ta sẽ copy cái màu này từ sang bên cái viền. Và cái viền này thì bạn muốn cho nó là nó đậm lên một tí thì bạn sẽ giữ phím Ctrl và tích vào đây là cộng màu. Các bạn sẽ thấy là nó cùng họ luôn. Tiếp theo cái hình này chúng ta đã được rồi, chúng ta sẽ chọn vào đây. Thế là chúng ta đã làm xong một cái phiên bản, đó là một cái cửa hàng cho theo kiểu như thế này với công cụ pen. Đó. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng trong công cụ pen của chúng ta cũng có những cái biểu tượng đường thẳng rồi, thì bây giờ thì chúng ta sẽ chọn với những giá trị về đường cong. Cũng tương tự như vậy, tôi sẽ chọn là pen và tôi tích vào đây một điểm và tôi sẽ chọn vào đây và đồng thời với giá trị là các bạn bẻ cong. Sau khi làm xong chúng ta sẽ tích thoải mái sang, thì chúng ta có được đối tượng 1, chúng ta chọn vào cái đối tượng 2 của chúng ta chọn vào đây. Chúng ta chọn vào cắt dao và chúng ta sẽ có được cái việc cắt dao và chúng ta vứt bỏ cái hình này đi. Hình này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái tông màu xanh, tôi sẽ tích và giữ chuột và chọn một cái tông màu rất là xanh đậm. Và bên này thì tôi sẽ chọn một cái màu sáng và tôi chọn vào công cụ phím E của tôi để làm gì. Tôi tích vào đây một điểm thì các bạn sẽ nhìn thấy cái cánh tay đòn của tôi nó được nha. Và tôi sẽ đẩy từ trái qua phải, có thể là như này được. Đúng không? Rồi, sau khi đã làm xong thì bạn sẽ copy sản phẩm số 2 cho tôi, chuột phải. Và tất nhiên là bạn cũng chọn một cái màu trắng, nhưng lúc này tôi chọn vào cái opacity bằng 50%. Với cái 50% này tôi sẽ chọn vào công cụ phím E để tôi tích vào đây để làm gì? Tôi sẽ đẩy cái đối tượng này nuôi trong một chút xíu nữa và tôi sẽ bẻ cong lại cho cái đường cong của chúng ta nó bớt đi. Và lúc này sau khi làm xong thì tôi sẽ thoát khỏi cái mặt này để xem là nó có được không. Tôi sẽ tương tự như vậy, tôi tích vào đây một điểm, tôi sẽ chọn đây. Ok, chúng ta sẽ tích vào điểm này, nó di chuyển sang trái, để cong lên một chút xíu, chúng ta chọn đây.
Rồi, cũng tương tự như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta lại copy sang sản phẩm bên tay phải, chuột phải, và chúng ta sẽ gõ vào biểu tượng là opacity. Tôi sẽ gõ vào đây là 80% hoặc 70%, và lúc này bạn cũng chọn vào công cụ F10 thì chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta dịch chuyển vào cho. Ta sẽ cầm, chúng ta bè xuống một chút xíu nữa và cái này bè xuống chút xíu nữa để cho nó kỹ hơn về mặt thiết kế. À, cũng tương tự như vậy với cái hình trên cùng thì chúng ta sẽ làm sao, chúng ta sẽ chọn vào này cho xuống dưới bằng Ctrl Paste Down. Cái này cho Ctrl Paste Down. Cái hình này thì chúng ta sẽ Ctrl Paste Down. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chọn hình phía trên đây ạ. Chúng ta sẽ đẩy từ trái qua phải như này. Và chúng ta chuột phải và đổ cho nó một cái màu đây. Lúc này sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ tích vào đây cho tôi để chúng ta sẽ uốn nắn cái biểu tượng, cái hình đường nét của chúng ta nó đẹp hơn, nó tốt hơn. Đấy, chúng ta sẽ cầm này, chúng ta kéo vào trong. Nó vậy luôn luôn có to vừa nhỏ. Và lúc này sau khi đã xong cái này xong thì chúng ta lại chọn file và chúng ta lại chọn là Ctrl Y như bình thường. Và lúc này chúng ta sẽ quay trở lại với phần mềm ảnh và chúng ta chọn một túi chẳng hạn như này. À, chúng ta sẽ chọn vào túi sách. À, trong cái phần túi sách thì các bạn sẽ chọn kéo xuống cho tôi một tí này, các bạn có thể chọn một cái thương hiệu cô gái, chàng trai, cái gì đó. Tôi sẽ chọn vào đây và tôi sẽ cầm biểu tượng. Ok, tôi chọn vào đây. Tất nhiên nếu mà các bạn làm xong mà bạn đã có hình cắt rồi thì nó sẽ rất là nhanh. Chúng ta sẽ cho biểu tượng như sau, đó là gì ạ? Chúng ta cho chuột phải chọn là Power Clip Inside và chúng ta chỉ ở đây. Giữ Ctrl tích vào đây một cái, chúng ta sẽ đẩy đối tượng lên trên và chúng ta thu nhỏ lại, giữ Ctrl thoát lệnh. À, sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ chọn là File và chúng ta sẽ chọn vào công cụ Play tiếp theo một lần nữa, Ctrl Y. À, với cái biểu tượng như này thì các bạn sẽ chọn cho tôi đến một cái sản phẩm là một cái túi sách đơn giản là màu xanh. Đây là màu xanh đây ạ. À, hoặc là màu vàng hay là gì đó, tôi sẽ chọn một màu xanh màu vàng. Ok, và lúc này tôi sẽ chọn vào vị trí là tôi sẽ phải đồ được cái hình này. Để muốn đồ được cái hình này thì các bạn nhớ một điều rằng ở đây nó cũng có những cái giải pháp cho các bạn, đó là gì? Bạn sẽ chuột phải vào biểu tượng thì ở đây nó có lock. Chuột phải thì ở đây nó có unlock là khóa và bật. Và tất nhiên là trong quá trình khi làm thì chúng ta sẽ ấn Z và chúng ta phóng to lên đây. Đấy, các bạn nhìn ạ. Và lúc này các bạn hãy chọn cho tôi một giải pháp là pen, bạn sẽ chọn vào F5 hoặc là các bạn có thể chọn là pen, bạn tích vào đây một điểm này, bạn tích vào đây một điểm này, cho nó thẳng hàng. Tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm. Đấy, các bạn có thấy là đồ cái này nó sẽ được như này không ạ? Và tất nhiên là cũng phải luyện tập nhé, các bạn nhớ nhá. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây. Ok, chúng ta sẽ tích vào đây, chạy sang đây luôn. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta chọn vào đây và chúng ta sẽ đẩy xuống phần phía dưới và chúng ta chọn vào đây. À, sau khi đã làm xong như tôi đã chia sẻ cho các bạn thì các bạn sẽ chọn vào, chúng ta quét qua biểu tượng. Và sau khi quét qua thì các bạn nhìn này, tôi quét qua như này, tôi sẽ chọn được tất cả điểm, tôi chọn vào đường cong. Với đường cong xong thì chúng ta sẽ dùng Z và chúng ta phóng to lên thì lúc này thì các bạn rất là đơn giản, chỉ cần chọn F10 và cầm điểm này kéo vào phát là tự khắc nó cong luôn cho các bạn nhìn không ạ. Rất là nhanh, cầm điểm này kéo mà kéo đây. Nhưng có nhiều người bảo là thế ơi, dạo này muốn cong lên tí nữa thì có được không, thì bạn nhớ một điều rằng cái này nó có tính năng là khi tích ở đây lại cũng vẫn có cánh cho đòn để bạn có thể điều chỉnh tới từng cái một bên được. Đấy, các bạn nhìn nha, chỗ này chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta đẩy cái này lên, chúng ta cầm và chúng ta vòng hay xuống. Ok, chúng ta chọn cái này lên trên. Ok, chúng ta sẽ cầm này ra ngoài tí. Rồi ok, xuống đây. Chỗ này hơi vòng tí, cầm điểm này để đẩy ra ngoài tí cho hơi vòng. Rồi, chỗ này chính xác rồi. Chỗ này cần vòng hơn. Ok, chúng ta đẩy vào đây. Đấy, các bạn nhìn đó, chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta đẩy vào đây. Đấy, có nghĩa là chúng ta chỉ mất công giá trị đầu tiên là khi mà chúng ta chọn vào cái biểu tượng hình của chúng ta thôi. Chúng ta sẽ cầm điểm này, chúng ta sẽ lôi trong. Và nhớ một điều rằng trong Corel nó rất buồn cười là có những trường hợp mà khi mà chúng ta dịch chuyển thì nó không chính xác được, nên là chúng ta bắt buộc phải phóng to lên thì nó mới chính xác được nhé, các bạn nhớ nhá. Ok, chúng ta sẽ đẩy vào đây. Và tất nhiên là xong quy trình thì chúng ta sẽ chọn vào vị trí này, chúng ta chọn vào đây, chúng ta để cong chỗ này tí. Đấy, không có được này. Các bạn nhìn chưa? Chúng ta sẽ phải cầm điểm này, chúng ta kéo lên đây. Đó, cứ phóng to thì được, còn nếu không phóng to thì nó sẽ bị giật hình, nên nó sẽ không chính xác được về hình của các bạn. Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta lại chọn tiếp theo một giá trị nữa là pen và chúng ta lại phóng to lên. À, lúc này chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta chọn vào đây, chúng ta sẽ thu nhỏ nó xuống, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta sẽ tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm.
Và sau khi làm xong thì chúng ta lại quét qua điểm ba, chúng ta xem sao. Chúng ta sẽ chọn vào điểm 1, chọn vào K chân E là chọn hết cái điểm này và biến nó thành đường cong. Và lúc này chúng ta sẽ đẩy vào đây thôi. Ok, chúng ta chọn vào đây. Đấy các bạn nhìn nha, đó là chính xác. Và cũng tương tự như vậy thì tôi lại chọn append và tôi tích vào đây một điểm. Là thực ra này như này thì chúng ta cũng không ngại vấn đề về bẻ cong lắm. Chúng ta thoải mái đi tí. Chúng ta tích vào đây một tí, chúng ta tích vào đây một tí. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào công cụ ví me. Chúng ta chọn một điểm, Ctrl E là chọn hết tất cả điểm và chọn vào đây là bẻ đường cong. Lăn chuột lên phát được tầm điểm này, phát kéo luôn. Không cần phải chờ đợi gì cả. À, cũng tương tự như vậy thì bạn sẽ ngồi, bạn sẽ kéo đây cho tôi chính xác luôn. Rồi cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta sẽ chọn vào đây. Như bạn nhìn thấy mọi, và lúc này tôi sẽ cầm điểm này, tôi sẽ đẩy vào đây một tí là chúng ta thành đường cong rồi. Tiếp theo các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi tích vào điểm vào đây. Cũng tương tự như vậy, chúng ta tích vào đây và chúng ta sẽ tích vào đây một điểm, chúng ta sẽ tích vào đây một điểm và chúng ta sẽ tích vào đây một điểm. Sau khi làm xong, chúng ta chọn vào công cụ phím E, tích vào đây và chúng ta lại ấn vào Ctrl E và lại chọn vào đường cong. Thì lúc này các bạn chỉ cần chọn vào đây phát là bẻ cong phát được luôn này. Đấy bạn nhá, tiện, rất là tiện luôn. Chúng ta chọn vào đây. Và tất nhiên là khi mà chúng ta phóng to nha, thì cái đoạn này thì chúng ta mới chính xác nha. Nhìn chưa? Nó phóng to này, cầm này kéo này, tự kéo lên này, cái cong luôn. Đó, sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta còn một cái đoạn cái túi nhỏ nhỏ chỗ này nữa thì chúng ta sẽ chọn vào pen, chúng ta tích vào đây. Thì cũng qua cái này thì tôi cũng nói luôn cho các bạn về cái cách đó là chúng ta phải đồ hình nó như thế nào trong cái phần Corel. Chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm và chúng ta tích vào đây một điểm. Sau khi làm xong chúng ta lại chọn tương tự như vậy, Ctrl E lại bẻ cong. Rồi phóng to lên một tí. À, điểm này thì các bạn sẽ hạ thấp xuống cho tôi một cái. Tích vào đây một điểm và chúng ta sẽ chọn vào đây. Chúng ta sẽ cầm điểm này, chúng ta sẽ cầm kéo vào đây. Đó, bạn nhìn nhau là cầm điểm này kéo ra ngoài chút xíu. Chỗ này kéo ra ngoài tí. Chỗ này kéo vào trong, tích vào đây một điểm. Nhìn chưa? Đây nó có cánh cái đòn này, các bạn nhìn này, kéo xuống chút xíu nữa. Rồi, kéo xuống. Đã xong. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta đấy, nhiều lúc mà khi đẩy vào xe thì nó không cho mình chịu đẩy vào mà chúng ta sẽ phải đẩy dần những cái này vào đây, chúng ta sẽ cầm điều này chúng ta kéo đây tí. Rồi. Sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ đổ cho nó mỗi cái một cái màu, chọn 1, chọn 2, chọn 3 và chọn 4. Tôi sẽ phải đổ một cái màu trước là màu vàng. Sau khi chọn màu vàng xong thì bạn sẽ ấn vào đây là hòa tan thành một. Sau đó thì bạn mới chọn 1, chọn 2. Bạn nhìn này, chọn 1, chọn 2 và chúng ta cắt thủng thì bằng cái này. Ok, các bạn nhìn này, tích vào đây một cái. À, nhầm, chúng ta sẽ đổ màu. Xem được không? Cái này lên trên. Đó, thì tôi chọn 1, này, giữ shift, tôi chọn 2. Và sau khi tôi chọn vào đây thì cái phần thủng nó sẽ bị biến mất. Tôi tích vào đây. Và sau khi đã làm xong thì tất nhiên là bạn chọn 1, chọn 2. Và bây giờ thì câu chuyện của chúng ta phải unlock đã. Unlock điểm gì để chúng ta cắt dao này. Và lúc này chúng ta sẽ cắt dao bằng cách nào? Thì các bạn chỉ cần tích vào đây cho tôi một cái và lúc này chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta chọn vào đây. Đây là cái hình túi của chúng ta đã xong, tôi đã đồ xong hình rồi đấy. Và lúc này sau khi đã đồ xong thì các bạn chỉ cần chọn vào đây cho tôi một cái túi và đặt vị trí. Tôi sẽ đặt ở vị trí này. Với cái vị trí này thì tôi khuyên các bạn hãy chọn cho tôi một cái hình, đó là hình tròn, và vẽ một cái hình xung quanh. Và tất nhiên là bạn hãy chọn cho tôi một cái màu tím rồi cho xuống Ctrl Paste Down. Sau khi có Ctrl Paste Down xong thì bạn sẽ để cái này lên trên một tí nữa này, các bạn có thể chọn vào đây, chúng ta sẽ chọn vào mất 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 viền. Rồi tiếp theo chúng ta chọn vào đây, chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng thu nhỏ vào trong một chút xíu nữa, chuột phải. Sau khi chuột phải xong thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu, thì cái màu này thì chúng ta sẽ đẩy lên trên bằng Ctrl Paste Down. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta thu nhỏ lại xuống thì chúng ta có một cái túi như này. Và cũng tương tự như vậy thì với cái biểu tượng hình thì một là bạn sẽ thu thu nhỏ lại bên trong, hai là bạn sẽ làm cho nó ra bên ngoài. Thì cái biểu tượng hình này tôi sẽ chọn vào biểu tượng giống như cái biểu tượng này, tôi sẽ copy này, tôi sẽ copy hiệu ứng này. Sau khi copy hiệu ứng tôi chỉ thẳng sang trực tiếp đây, tôi lấy được cái màu của đối tượng chúng ta. Nhưng nếu mà làm như này thì các bạn sẽ thấy là cái hình này của chúng ta không được rõ lắm, nên tôi sẽ giữ shift, tôi sẽ thu nhỏ vào trong, tôi chuột phải thêm lần nữa, Ctrl Paste Down. Và với cái màu này thì các bạn hãy chọn cho tôi giá trị là 20% để cho nó sáng hơn. Đó, thế là chúng ta đã nhìn được cái khá là tương đối rồi. Và lúc này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái logo và chúng ta sẽ đẩy sang bên này, chuột phải. Đúng không?
Và sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ có file, rồi chúng ta chọn vào biểu tượng là Ctrl chúng ta sẽ kéo xuống, kéo xuống, kéo xuống, kéo xuống, kéo xuống, kéo xuống, đúng không? Rồi chúng ta sẽ kéo xuống. Bây giờ thì tôi sẽ chọn đến một cái chúng ta chọn vào biểu tượng là Photoshop. Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng đó là cái chúng ta sẽ chọn vào đây, và tất nhiên là chúng ta sẽ chọn về bài số 1, số 2, số 3. Chúng ta sẽ chọn bài số 5. Với cái bài số 5 thì tôi sẽ có một cái logo, có thể tạm thời là đây là một cái logo theo kiểu như này đi, chọn 1, chọn 2 và chúng ta có C nào vào giữa ta chụp làm giảm. Chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta đẩy xuống dưới, thu nhỏ lại chút xíu. OK, chúng ta chọn ở đây, chọn 1, chọn 2, ấn C, đúng không? OK, vậy với cái một cái như thế này thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là chúng ta phải chọn vào công cụ pen nó tương ứng với cái giá trị như thế này. Các bạn nhìn này chưa nhỉ? Alo. Rồi rồi ạ. Yeah. OK, bây giờ các bạn sẽ ngồi thực hành cho tôi khoảng 15 đến 20 phút, sau đó thì chúng ta sẽ vào tiếp nha. Nào các bạn nhìn này, với cái biểu tượng về thiết kế trong cái Corel của chúng ta thì chúng ta còn một cái thiết kế nữa, đó là về một cái bố cục để chúng ta làm đủ bộ hơn. Chúng ta sẽ chuột phải chọn vào đây. Trong cái nền tảng này thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng là chúng ta sẽ đẩy lên và chúng ta sẽ chọn vào cái công cụ pen, và chúng ta sẽ chọn vào tích vào đây một điểm. Chúng ta có thể tích nuôi ra ngoài và chúng ta sẽ uốn lượn vào đây, nên chúng ta có thể chọn vào đây. Và tất nhiên là trong quá trình khi làm thì các bạn có thể thoải mái nha. Đó, sau khi làm xong thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng là chúng ta sẽ chọn đối tượng 1 và chúng ta chọn đối tượng 2 và lại dùng phương thức là cắt dao. Nào các bạn nhìn này, vậy thì sau khi mà chúng ta chọn xong thì chúng ta vứt bỏ cái này đi, với cái hình này chúng ta đã có rồi thì chúng ta sẽ chọn màu thôi. Cũng tương tự như vậy, sau khi đã có xong thì chúng ta chỉ việc làm sao kéo đối tượng sang phải và chỉ việc chuột phải vào đối tượng. Và sau đó nên làm một cái biểu tượng như sau là chọn vào độ opacity. Với cái opacity này thì bạn chọn vào F10 cho tôi và tôi tích vào đây và tôi dịch chuyển bằng chuột. Các bạn nhớ nhá, dịch chuyển bằng chuột thì chúng ta sẽ được cái điều này luôn. Đó. Rồi, sau khi mà chúng ta làm xong được đối tượng rồi thì chúng ta lại tiếp tục chọn vào chuột phải, chúng ta đẩy sang bên tay phải một lần nữa. Và với cấp độ như này thì bạn sẽ chọn vào cho tôi giá trị là 20% hoặc 70% để các bạn sẽ nhìn thấy là trong suốt hơn. Và cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ tích vào đây điểm này, chúng ta sẽ đẩy sang trái. OK, và sau khi đã làm xong được biểu tượng của chúng ta thì chúng ta sẽ chọn vào đây là Ctrl Paste Down. Cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ chọn đối tượng số 2 và chúng ta chọn là Ctrl Paste Down để nó xuống dưới. Và sau khi mà chúng ta chọn xong thì cái hình này thì chúng ta sẽ đẩy vào trong và chuột phải vào. Thì với cái hình này tôi để một cái màu trắng và đối tượng hình chúng ta đã có xong. Chúng ta chọn vào công cụ phím Ma và tích thẳng vào đối tượng này và dịch chuyển sang phải. Sau khi dịch chuyển sang phải xong thì chúng ta sẽ làm sao ạ? Chúng ta có được cái hình rồi. Chúng ta chọn vào File và chúng ta chọn vào Import. Lúc này chúng ta sẽ chọn vào giải pháp, đó là chúng ta sẽ chọn vào ổ F, chúng ta chọn vào phấn thư viện ảnh. Sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng là chúng ta sẽ đẩy vào đây, chúng ta sẽ kéo xuống dưới, chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái đối tượng của chúng ta là sẽ có những hình ảnh như nào. Ví dụ các bạn có thể chọn vào bánh ngọt, các bạn sẽ kéo xuống một tí cho tôi. Lúc này thì có rất nhiều những sản phẩm mà các bạn lựa chọn, các bạn có thể chọn một trong những cái sản phẩm như thế này. Ví dụ như tôi chọn vào đây, tôi chọn vào đây và tôi vẽ thẳng trực tiếp vào đây. Sau khi làm xong thì bạn sẽ chuột phải chọn vào Power Clip Insight và chọn chỉ thẳng vào đây, giữ phím Ctrl và tích thẳng vào. Đối tượng hình thì các bạn chỉ cần đẩy lên như này thôi thì ngay tức tôi đã có được cái hình của tôi rồi. Đã xong, giữ Ctrl tích vào đây. Thế là các bạn đã có một giá trị về sản phẩm bánh. Và sau khi đã có sản phẩm bánh thì các bạn có thể chọn vào đây là giá trị, chúng ta sẽ copy xuống chuột phải. Với cái này thì các bạn sẽ nhớ là chúng ta sẽ chọn vào giải pháp, đó là có thể là chọn vào cái chuột và chỉ thẳng vào đây xem là cái mã màu nó được bao nhiêu thì chúng ta sẽ chọn vào đây và đổ thẳng trực tiếp đây để tự khắc chúng ta có được cái hình của chúng ta. Và sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng này chúng ta sẽ làm sao, chúng ta sẽ chọn vào một cái màu đây, tích vào đây và tôi tích vào đây là có cái màu đối tượng chúng ta, thì màu này chúng ta sẽ làm mất viền của đối tượng đi. OK, các bạn đã có được cái màu.
Và sau khi có màu xong thì chúng ta sẽ copy cái phần đối tượng xuống phía dưới, chọn đối tượng một, chọn đối tượng hai và ấn vào C này vào căn giữa. Thì lúc này chúng ta đã đi qua được cái công cụ pen. Thì vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho bạn với cái cách công cụ pen là như vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi tiếp một giá trị nữa, đó là gradient. Để muốn đổ gradient của một đối tượng trong phần Corel thì các bạn nhớ cho tôi một điều như sau, đó là chúng ta sẽ phải chọn vào một giải pháp. Đó là khi mà tôi tích vào thì tôi chọn vào gradient bằng cách là chúng ta ấn F11. Các bạn sẽ nhìn thấy F11 của chúng ta nó sẽ có biểu tượng như thế này và chúng ta sẽ chọn màu thôi. Để muốn chọn được màu thì các bạn sẽ tích vào đây một điểm, thì cái này nó sẽ có cái ô màu cho các bạn và tích đúp vào cho tôi. Thì bên này thì các bạn có thể chọn một cái màu xanh. Ví dụ tôi sẽ chọn vào cái tông màu nó xanh như này. Tôi chọn xanh nhạt hơn. Sau khi là chọn xanh nhạt hơn thì bên này có xanh đậm rồi. Nào, sau khi mà các bạn đã chọn vào gradient xong thì các bạn hãy chọn cho tôi đó là gradient theo hình ở phía giữa và tôi ấn OK. Thì các bạn để ý cho tôi một tí là sau khi chọn gradient xong thì bạn có thể vẫn là chọn phím G và bạn kéo lại tiếp được. Ví dụ chúng ta chọn vào đây, kéo từ trái qua phải là cũng tương tự như các biểu tượng gradient khác, là không dùng gradient khi kéo ở giá trị là gần nhau như này, nó rất là xấu. Chúng ta kéo rộng ra, các bạn nhớ nha. OK. Thì ngoài tác dụng gradient này, các bạn sẽ ấn vào F11 cho tôi thì bạn có thể chọn bất cứ một cái màu gì mà các bạn mong muốn. Nào các bạn nhìn vào đây, chúng ta ấn vào F11. Trong phần F11 thì các bạn sẽ chọn lựa cho tôi rất nhiều những thể loại về gradient nếu bạn chọn gradient một màu. Rồi các bạn cũng có thể chọn gradient nhiều màu bằng cách là các bạn có thể chọn vào đây và copy thêm một cái nữa. Đó là có thể chọn một cái nhiều màu. Đấy ạ. Chúng ta ấn F11. Lúc này để muốn có nhiều màu thì chúng ta tích vào đây và chúng ta tích thẳng vào đây thì tự khắc nó sẽ làm sao? Tích đúp vào đây nó sẽ có được màu thứ hai, và cũng tương tự như vậy với màu thứ hai thì bạn có thể được quyền chọn một cái màu khác nếu mà bạn thích. Đấy ạ. À, cũng tương tự như vậy, bạn tích vào đây một cái nữa, bạn tích đúp vào đây cho tôi tí nữa, tôi sẽ chọn vào đây và tôi chọn một cái màu khác nữa thì sẽ chọn vào màu cam. Đó. Và tất nhiên là sau khi làm xong thì thường thường tôi sẽ chọn từ trái qua phải như thế này thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã có được cái hệ thống màu. Đúng không ạ? Rồi, sau khi làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái này, chúng ta chọn vào phím G và chúng ta kéo từ trái qua phải như này thì cái màu của chúng ta từ đây đến đây. Đó, các bạn nhìn không? Và kéo thoải mái luôn theo ý đồ của các bạn. Rồi, sau khi mà chúng ta đã hiểu về gradient thì chúng ta có một cái thuộc tính thứ hai của gradient của chúng ta, đó là gì? Cách làm cho ảnh chuyển êm nền. Để muốn làm ảnh chuyển êm nền thì bây giờ chúng ta sẽ làm bằng cách nào? Thì theo thông lệ bình thường thì chúng ta sẽ chọn là file, rồi chúng ta chọn vào phần Ctrl E, rồi chúng ta sẽ có một cái ảnh khác. OK, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là thư viện ảnh, chúng ta chọn vào điện thoại chẳng hạn như này. OK, sau khi đã có điện thoại xong thì các bạn sẽ có được cái hình ảnh các bạn mong muốn. Chúng ta có thể chọn từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Rồi OK, chúng ta sẽ chọn vào đâu? Chúng ta sẽ chọn vào hình ảnh. Ở đây thì có rất nhiều những thể loại hình ảnh cho các bạn lựa chọn. Bạn có thể chọn một cái làm sao cho nó phù hợp. OK, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là hình ảnh. Tôi sẽ đẩy lên phần phía trên và tôi sẽ chọn một cái cô gái. Chúng ta sẽ chọn một cô gái, chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta chọn vào đây. OK, chúng ta chọn vào đây và cái cô gái như này thì tôi sẽ chọn vào đây. Để muốn làm cho cô gái chuyển êm vào nền thì người ta chỉ cần chọn vào đối tượng. Sau đó bạn hãy chọn cho tôi một cái biểu tượng, đó là phần trong suốt. Thì trong cái phần trong suốt này thì bạn sổ xuống cho tôi ở đây nè, các bạn nhìn nhau ạ. Nó có một cái biểu tượng đây chính là cái này. Transparency, và với transparency thì bạn sẽ chọn theo cách sau là kéo từ trái qua phải, ví dụ tôi cầm cái kéo nhỉ. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái ảnh chỉ vào nền, tôi sẽ kéo từ đây đến đây thì nó cũng giống như là phần mặt nạ trong Inux thôi, nhưng cái này nó tiện hơn rất nhiều là bạn kéo chỗ nào nó được chỗ đấy luôn. Nhá. Nếu mà kéo từ đây đến đây thì cái chỗ này là chỗ đen này tượng trưng cho mất hình này, chỗ này tượng trưng cho chỉ vào nền này, và chỗ này là tượng trưng cho giữ lại hình này, đó. Nhưng tất nhiên là để muốn kéo được chính xác thì tôi sẽ kéo từ đây đến đây để cho phần này sáng hơn, thì đây là chính là cách mà chuyển êm vào nền. Và bạn có thể chọn êm vào nền theo cái cách của các bạn, ví dụ theo hình tròn này, đúng không ạ?
Ok, các bạn sẽ kéo đây cho tôi. Và trong quá trình khi kéo thì các bạn nhớ một điều rằng ở đây nó hơi ngược một tí. Đó là gì? Cái phần màu đen nó nằm ở phía trong. Thì màu đen nằm ở phía trong thì bây giờ chúng ta làm bằng cách nào bây giờ? Thì chúng ta có thể chọn một cái giải pháp như sau, đó là bạn sẽ tích đúp vào đây cho tôi. À, chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta có thể ấn F11 để xem là nó có ra được cái kết quả không. Thì cái màu đen của chúng ta thì tôi sẽ tích đúp vào đây, tôi sẽ để cho nó một cái màu đó là màu trắng. Ok, và sau đó thì bên ngoài thì tôi sẽ để một cái màu đó là màu đen. Và sau khi mà tôi đã xong thì lựa chọn đây, tôi sẽ chọn vào đây, tích vào đây cho bạn xem. Và chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng như sau. Tôi kéo lại cho bạn màu đen bên ngoài, sau đó tôi sẽ chọn vào biểu tượng hình tròn. Sau đó thì tôi sẽ cầm tôi kéo này, tôi cầm tôi kéo này. Nào, sau khi mà các bạn đã làm xong được cái vị trí của chúng ta rồi, chúng ta sẽ làm nhá. Chúng ta cầm ở đây, chúng ta kéo vào đây là 100%, và cái này thì chúng ta sẽ đẩy nó 100% để chúng ta có thể chọn vào độ đậm nhạt của chúng ta. Các bạn nhìn không ạ? Đó, các bạn nhìn không? Và chúng ta sẽ cầm ở đây, chúng ta kéo vào đây. Theo ý đồ của các bạn thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần này nó sẽ là theo theo cái giá trị phần trong của các bạn đẩy ra ngoài như này thì độ sáng nó rõ hơn, vì đây cũng là một trong những cái cách mà chúng ta sẽ làm cho hình chuyển vào nền đó. Vậy thì với cái cách như thế này, các bạn sẽ ngồi, các bạn sẽ làm cho tôi một cái giá trị sau, nhưng trước khi đấy thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cái cách làm nhá. Nào, bắt đầu thì chúng ta sẽ chọn một cái nền đen. Sau khi đã có nền đen xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi đó là gì ạ? Chúng ta phóng to lên, chúng ta làm bắt đầu. À, lúc này chúng ta chọn file file và chúng ta chọn vào Ctrl-I. Với Ctrl-I này thì các bạn sẽ đẩy xuống cho tôi đó là gì? Chúng ta sẽ chọn một giải pháp, đó là một cô gái. Các bạn có thể chọn vào đây và chúng ta vẽ từ trái qua phải cho tôi. À, với cái cấp độ như này thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng là tôi sẽ làm cho ảnh chuyển lên vào nền bằng cách là tôi sẽ cầm vào biểu tượng, tôi sẽ cầm đối tượng này và tôi kéo từ trái qua phải từ đây đến đây. Yên tâm một điều rằng là khi kéo từ lên đây thì cái này sẽ chuyển lên vào nền, tôi có được cái nền này kéo được rất là đơn giản như này rồi. À, bước thứ hai nếu có các bạn là gì à? Sau khi tôi chọn xong thì bạn có thể là cái phần này của tôi nó chuyển lên vào nền rồi này, thì các bạn có thể chọn dịch chuyển sang trái để nó cho nó dài lên, để chúng ta có thể làm gì ạ à? Chúng ta có thể chọn vào hình chúng ta ở đây. À, bước thứ hai của các bạn đó là gì ạ? Tôi sẽ chọn là file và tôi chọn là Ctrl-I tiếp theo một lần nữa, thì ở đây nó có một cái PNG cho các bạn, thì tôi sẽ chọn một cái PNG khác, ví dụ chọn một cái điện thoại nó như thế này. À, nó sẽ thẳng nhảy. À, rồi ok, chúng ta sẽ cầm xuống, chúng ta sẽ cầm xuống, chúng ta sẽ cầm xuống, chúng ta sẽ cầm xuống. Ok, chúng ta có thể chọn một cái điện thoại như này này. Thì cái điện thoại này nó hơi màu quá, tôi sẽ xóa đi, tôi sẽ chọn một cái điện thoại mới, tôi chọn vào Ctrl I. Tôi sẽ cầm, tôi sẽ kéo xuống cái này kéo xuống. Rồi, chúng ta sẽ cầm đây, chúng ta kéo xuống, kéo xuống, kéo xuống. Đó, tôi sẽ chọn vào đây. Đây là cái điện thoại. À, với cái điện thoại này để muốn làm được như tiêu chí vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn thì chắc chắn là bạn sẽ lại phải kéo ra ngoài. Và khi kéo ra ngoài xong thì bạn sẽ chuột phải chọn vào unlock đi, là khóa lại. Sau đó thì các bạn sẽ phóng to lên cho tôi và đẩy lên trên. Lúc này các bạn sẽ chọn vào cho tôi một cái công cụ pen và bạn tích vào đây cho tôi. Đây ạ, tích vào đây một điểm. Và giữ phím shift để chúng ta tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm để thẳng hàng, sau đó là lăn chuột xuống. Ok, chúng ta giữ shift để thẳng hàng, tích vào đây, giữ shift tích vào đây, tích vào đây, chúng ta sẽ tích vào đây, chúng ta tích vào đây, chúng ta sẽ kéo đến đây và chúng ta sẽ kéo thẳng chuột xuống từ dưới lên trên. Và sau khi đã làm xong cái biểu tượng này thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng là chúng ta sẽ chọn vào công cụ phím F10, tích vào điểm và ấn vào Ctrl E. Ctrl E sau chọn xong thì chúng ta sẽ chọn vào đường cong, nếu mà chúng ta sẽ phóng to. Với đối tượng này thì các bạn sẽ cần kéo đây phát là tự khắc chúng ta đã được cái đường cong.
Và cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ chọn vào điểm này thì chúng ta sẽ kéo vào đây, chúng ta có được đường cong tiếp theo. Và cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ phóng to lên phần phía trên, chúng ta sẽ có này, chúng ta đẩy vào đây là đường cong tiếp theo của chúng ta. Và chúng ta sẽ cầm đối tượng này, chúng ta sẽ cầm điểm tượng này, chúng ta kéo đây, chúng ta có đường cong tiếp theo. Sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ chọn được giải pháp mà chúng ta chọn vào cái biểu tượng hình của chúng ta, và chúng ta khóa mở khóa ra bằng cách chuột phải chọn vào unlock. Với cái unlock này thì bạn chỉ cần chọn đối tượng này, chuột phải chọn vào power clip inside và chỉ thẳng vào đây. Thì khi chỉ thẳng mà đúng ở vị trí ở giữa đấy thì các bạn sẽ thấy là nó chui vào giữa luôn, và lúc này chúng ta chỉ việc đẩy sang hình của chúng ta đã được đây rồi. Ok, với cái này thì các bạn nhớ một điều rằng là chúng ta sẽ làm một giải pháp như sau, là cái hình này chúng ta có thể chọn vào công cụ F10 và chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta cầm, chúng ta kéo vào đây, chúng ta sẽ chọn ở đây, chúng ta sẽ quét qua đây một chút xíu, hai điểm mà chúng ta sẽ cầm, chúng ta kéo vào đây. Ở điểm này thì tôi sẽ cầm, chúng tôi kéo vào đây. Đấy, bạn thấy nha, cái ảnh này nó sẽ được gắn lại, nó sẽ tiết chế cho bên này. Và cũng tương tự như vậy, bạn sẽ cầm bên này và bạn sẽ ngồi bạn kéo như này thì tự khắc nó sẽ lại vào bên trong cho các bạn. Nhìn chưa? Đấy, tôi sẽ đặt vào đây và tôi sẽ cầm điều này, tôi sẽ kéo đây thì nó thẳng hàng. Rồi, sau khi đã làm xong thì cái phần hình của chúng ta là tôi đã có được cái hình này. Để muốn làm ra một cái biểu tượng về thiết kế thì chúng ta sẽ đẩy đối tượng sang trái và Ctrl. Tôi sẽ kéo từ trên xuống dưới và copy. Sau khi copy xong thì các bạn chỉ cần dịch chuyển xuống phía dưới và tôi sẽ thực hiện một lệnh, đó là tôi sẽ chọn được G, tôi kéo từ trên xuống dưới, các bạn thấy nào, cái này tạo ra bóng đổ của thiết kế luôn. Ví dụ tôi tích vào đây, tôi sẽ chọn vào đây, tôi cầm, tôi kéo đây. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ cầm, chúng ta kéo đây là chúng ta sẽ xem nào. Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng này no tôi sẽ chọn vào vị trí, tôi bỏ đi cái này, tôi sẽ chọn vào đây và tôi ngồi, tôi kéo về đây. Không tác dụng, lý do rất là đơn giản, cầm này copy sang phải, chọn đối tượng này và chúng ta chọn vào biểu tượng này. Rồi, cho chui ra. Đấy, cái hình của tôi rồi. Cho xuống dưới bằng Shift Page Down. Chọn vào đối tượng số 1 và chọn vào đối tượng số 2. Và sau khi chọn đối tượng số 1 và số 2 của chúng ta xong thì tôi sẽ cắt ra tạo ra miếng số 3. Thì cái miếng số 3 của chúng ta như này thì chúng ta mới thấy rằng là chúng ta mới làm đổ bóng như bình thường được. Cái này thì tôi sẽ làm sao ạ? Tôi sẽ vứt đi. Và với cái này thì tôi sẽ chọn vào vị trí này và tôi kéo từ trên xuống dưới. Chọn một, chọn hai, ấn L là căn sang trái và chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn vào biểu tượng này, kéo từ trên xuống dưới. Các bạn sẽ nhìn thấy là bóng đổ chúng ta đã xong, và giữ Shift thì khi kéo thì nó sẽ chuyển chuyển đến chúng ta như này. Ok, rất là đơn giản. Sau khi đã làm xong, chúng ta sẽ có được đối tượng này, chúng ta sẽ kéo từ trên xuống dưới và bẻ cong như này. Chúng ta có được đối tượng hai và cho xuống dưới bằng Ctrl Page Down là xuống dưới. Và xuống dưới luôn cái đối tượng hình của chúng ta, và tất nhiên trong quy trình khi mà chúng ta dùng hình thì các bạn sẽ thấy là, thứ kia tôi chọn vào đây thì chúng ta sổ xuống, chúng ta chọn vào phần làm sáng ảnh thì các bạn sẽ nhìn thấy cái này. Với cái biểu tượng này thì các bạn nhớ một điều rằng là chúng ta chọn vào công cụ phím ma, chúng ta tích vào đây một điểm, Ctrl Q là convert, chúng ta chọn F10 để chúng ta biến thành đường cong. Các bạn có thể tích vào đây một cái biểu tượng đường cong thì các bạn sẽ thấy là ở đây tôi sẽ có cái đường cong nha, và mọi người có thể là chọn lựa nha, để có thể là chọn một cái đường cong theo kiểu lượn sóng nha, cũng là một cách. Rồi, sau khi mà chúng ta đã chọn xong được cái này xong thì chúng ta sẽ làm sao ạ? Chúng ta sẽ có thể copy cái hình này bằng cách là chúng ta sẽ cầm đối tượng này, chúng ta chuột phải đi, và sau khi chuột phải xong thì đối tượng nó nằm phía trên, tôi sẽ chọn vào Ctrl Page Down để xuống dưới. Với Ctrl Page Down như này, tôi sẽ chọn được công cụ phím ma rồi tôi sẽ tích vào điểm cho các bạn. Và điểm này thì các bạn sẽ ngồi, bạn sẽ chỉnh cho tôi một chút xíu nữa, và cái này thì chỉnh xuống cho tôi một chút xíu nữa. Và cái đường opacity này tôi cần phải điều chỉnh một chút xíu, đó là gì? Tôi sẽ chọn vào trong suốt. Với trong suốt 50% nó sẽ được như này. Cũng tương tự như vậy thì với cái hình này thì tôi lại cũng tương tự như vậy, tôi ấn vào biểu tượng là copy này phần trên một chút xíu nữa, chuột phải, tôi sẽ chọn vào biểu tượng trong suốt và chọn vào giá trị là 70%. Với cấp độ 70% tôi lại chọn F10 như này, tôi cũng tương tự như vậy, tôi sẽ cầm này, tôi sẽ cầm cái đẩy nha.
đúng OK, và sau khi mà đã làm xong thì bây giờ chúng ta có thể được quyền chọn lựa những cái giải pháp về mặt không gian. Ví dụ các bạn chọn vào file, rồi các bạn chọn vào Control-I, rồi các bạn có thể chọn vào thư viện này. À, các bạn sẽ chọn cho tôi một cái background. À, chúng ta sẽ chọn vào background. Tiếp tục, các bạn sẽ chọn vào texture cho tôi và lúc này thì các bạn sẽ cần kéo xuống. Ở đây thì nó có rất nhiều giải pháp cho các bạn. Ví dụ như là chúng ta sẽ chọn 1, chọn 2, chọn 3 và chúng ta sẽ chọn cái background nó phù hợp. Chúng ta có thể chọn một màu cũng có. Đấy, ví dụ như các bạn có thể lấy một cái tông màu như này. Và chúng ta vẽ cái biểu tượng này ra. OK, và sau khi mà tôi đã chọn xong được cái vị trí của đối tượng này xong thì chúng ta sẽ làm cho nó trong suốt. Ví dụ như các bạn kéo từ trên xuống dưới như này thì các bạn nhìn đây, nó sẽ trong như này. À, với cái biểu tượng này tôi ấn vào tròn thì nó sẽ được nhảy và chúng ta có thể được quyền chúng ta sẽ tích vào đây một điểm thì cái biểu tượng này chúng ta đẩy về không. Ở cái này thì các bạn sẽ tích vào đây, chúng ta đẩy về không thì chúng ta đảo ngược lại để lấy được cái phần phía giữa, chúng ta sẽ lấy được. À, chúng ta có thể chọn lựa cho nó bóp bẹt xuống hay như nào đó. Đấy, các bạn nhìn không? OK, chúng ta thu nhỏ lại. Chúng ta cầm, chúng ta kéo bẹt lại vẫn được. Cái này nó rất là hay chỗ này nó có thể kéo bẹt. Và sau khi mà đã xong thì chúng ta sẽ phóng to cái hình của chúng ta ra bên tay phải, tay trái. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình của chúng ta đã có một cái đối tượng. Nó có thể như thế này được. Và cũng tương tự như vậy thì khi mà chúng ta phóng to như này thì cái hình của chúng ta có thể tạo ra những cái biểu tượng như sau. Ví dụ cái đối tượng này chúng ta sẽ cần phải lên trên, cái này xuống dưới bằng cái chuột cái đảo, phải xuống dưới cái điện thoại của chúng ta đấy. Tiếp theo nữa thì chúng ta chọn là file và chúng ta chọn vào biểu tượng là Ctrl-I một tí nữa. À, lúc này thì các bạn sẽ chọn cho tôi đến một cái thư viện ảnh, chúng ta chọn vào để điện thoại Vivo và chúng ta sẽ kéo xuống thì ở đây chúng ta cũng có một cái logo. À, các bạn chọn thì import, các bạn vẽ đây cho tôi cái. Ví dụ trong trường hợp này thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là màu xanh thì các bạn có thể chọn vào JPMap. Và sau khi chọn đi JPMap thì các bạn sẽ chọn vào online, bạn đây, các bạn sẽ chọn cho tôi RAM. À, chọn về Inu như vậy và chơi chơi xong rồi chúng ta sẽ nhìn này, đây là cái biểu tượng của chúng ta ấn OK, rất là sắc nét, chúng ta ấn OK nhỉ. Và sau khi đã chơi xong thì bây giờ chúng ta sẽ tồn tại dưới dạng là group thì từ không ai, chúng ta sẽ chọn vào đây vị trí, chúng ta sẽ chọn vào chuột phải, chúng ta chọn vào biểu tượng. OK, chơi này có lẽ màu nó chưa được chính xác. OK, chúng ta sẽ chỉnh lại, chúng ta chọn vào image chơi và chúng ta chọn vào chơi line line app. OK rồi. Sau khi chơi xong thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi ấn vào Ctrl U. Và sau khi Ctrl U xong thì tôi tách cái vỏ này ra. Đây là hình, còn đây là vector, đây là vector, đây là vector. Và lúc này sau khi tôi quét xong tôi đổ một cái màu mới. Ví dụ các bạn có thể đổ một cái màu trắng thì nó sẽ chuyển trong. Và tất nhiên là sau khi làm xong thì chúng ta ấn vào Ctrl G và thu nhỏ lại. Và các bạn sẽ nhìn thấy đây là một cái biểu tượng của chúng ta đã có được cái nền tảng của cái chữ thiết kế của chúng ta. Và lúc này người thì chúng ta có thể đẩy sang bên này được để cho nó rộng ra, để cho thiết kế của chúng ta đây ạ. Rồi, sau khi đã làm xong cái phần này thì các bạn chỉ cần chọn cho tôi một cái chữ. Ví dụ chữ thì chúng ta có thể lấy trực tiếp từ cái vị trí. Ví dụ chữ này chúng ta có thể đẩy sang, ví dụ như này, chuột phải, chúng ta copy vào đây. À, cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ chọn một cái màu trắng và chúng ta thu nhỏ lại với cái biểu tượng này, chúng ta đặt vào đây thôi. Chữ ít làm ổn định thì chúng ta chọn vào đây. Chọn một, chọn hai, ấn C, chúng ta có được cái biểu tượng gradient như thế này với một cái hiệu ứng như thế này, đúng không? Và tất nhiên là trong quá trình khi làm thì bạn có thể chọn lựa một vài cái hình, như ví dụ chúng ta sẽ giữ phím Ctrl chọn màu trắng này. Sau khi chọn màu trắng xong thì là mất mất viền này. Mất viền xong thì bạn chọn vào đây, bạn kéo từ trên xuống dưới này thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là một cái hình tròn của tôi. Và tất nhiên hình này thì tôi sẽ chọn vào overlay để làm sao nó đẹp hơn, đúng không? Và sau khi chọn vào hình màu này thì tôi sẽ được quyền giảm cái cường độ nó đi. Ví dụ như chọn vào đây này, các bạn nhớ mà. À, ví dụ như cái cường độ này tôi sẽ chọn vào đây, tôi cầm cái kéo xuống thử xem nào. Các bạn sẽ nhìn đây, OK, tôi sẽ chọn này 100%, tôi cầm điểm này, tôi kéo đây.
Tôi sẽ mở dần vào này. Ok, tôi sẽ cầm cái kéo đây. Đó, có được một cái tròn. Sau khi có cái tròn xong, tôi copy sang cái tròn thứ hai, tôi thu nhỏ lại để tạo ra những cái tín hiệu. Và cái tín hiệu này thì tôi sẽ lại chọn vào biểu tượng nào, tích vào đây một điểm. Và tất nhiên là trong quá trình khi mà các bạn nào mà bạn có thể tích vào đây cái biểu tượng này thì đây là không, thì chúng ta sẽ đẩy một chút xíu lên là số số này thì nó sẽ mở dần hơn so với cái biểu tượng của chúng ta, và chúng ta sẽ xoay lại đúp và xoay. Đó. Rồi chúng ta chọn vào đây, và tiếp theo thì các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi, chúng ta sẽ chọn vào vị trí chuột phải vào đây, và chúng ta sẽ chọn phải chọn vào đây, và tất nhiên là cái hình này thì tôi sẽ cần phải to ra rồi. Đúng đó, các bạn nhìn nhau, và lúc này chúng ta sẽ sau khi chọn xong đây thì chúng ta cũng điều tiết chỗ này là chúng ta sẽ đẩy cái này lên để cho nó mờ dần này, nhìn nhau, và cái này thì cũng tương tự như vậy. Ok, sau khi đã đến đây thì chúng ta có thể chuột phải này để chúng ta lấy viền, và cái màu thì chúng ta sẽ làm mất màu này, mất màu chỉ để viền thôi cũng có thể được nhá, nhìn không? Và cũng tương tự như vậy, tôi sẽ đánh ở đây tôi copy này chuột phải không to. Ok, tôi chuột phải túi nhỏ. Đặt phóng to. Đó, các bạn nhìn nhau. Ok, chúng ta chọn vào đây. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ nhìn thấy là cái này thì tôi sẽ phóng to lên. Đó, các bạn nhìn nhau. À, với một cách như này thì các bạn thấy là khi một đối tượng chúng ta làm đâu có thua kém gì bên AI đâu ạ. À. Chúng ta có thể chọn đối tượng này và có thể thực hiện một thêm một thao tác nữa là các bạn có thể chọn ra biểu tượng là effect. À, chúng ta chọn vào transform, rồi chúng ta đây trong đây nó có rất nhiều hiệu ứng cho các bạn lựa chọn, và chúng ta có thể chọn vào cái hiệu ứng nào có thể trực tiếp, đó là drop shadow, các bạn nhìn thấy không? Chúng ta sẽ cầm đối tượng này kéo thẳng trực tiếp này và kéo lùi về phía trong, có thể đây là bóng song song là các bạn nhìn cầm kéo được rồi, bóng chúng ta vào bóng của chúng ta sẽ chọn vào giá trị, đó là tôi sẽ chọn màu xanh để nó cùng tông, và opacity thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó có cấp độ rồi, chúng ta chỉ việc điều chỉnh thôi. Đây, ví dụ như chúng ta sẽ sổ xuống, chúng ta chọn này. Đấy, còn nhìn nha, đâu có thua kém gì đâu à. Và tất nhiên là cái phiên bản này là chúng ta đang làm CMYK, và tất nhiên là sau khi làm xong này cũng tương tự như vậy, thì tôi muốn copy cái hiệu ứng bóng này có được không? Tôi sẽ tích vào lại. Và sau đó để các bạn sẽ nhìn thấy đây là copy hiệu ứng này, tôi chỉ cần chỉ sang đây thôi. Tôi lấy luôn copy hiệu ứng của cái bóng này. Nên là các bạn sẽ thấy là nó rất là nhanh. Ok, các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Rồi ạ, rồi ạ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ luyện tập với một cái thiết kế như này, và chúng ta có thể làm ra một sản phẩm cho tôi, đó là về cái có thể là về trang sức, có thể là về đồng hồ theo ý đồ của các bạn theo cách thức như vậy nhá. Là chúng ta sẽ ngồi luyện tập.